Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tìm hiểu cú pháp của câu lệnh while. Sau đó, dựa trên câu lệnh này, chúng ta sẽ dùng nó để giải quyết một bài tập cơ bản. Cú pháp của câu lệnh while bắt đầu bằng từ khóa while và bên trong cặp dấu mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn ngay phía sau từ khóa này chính là điều kiện lập. Điều kiện lập cũng sẽ trả về hai giá trị đúng hoặc sai. Nếu điều kiện lập vẫn còn là đúng sẽ thực hiện câu lệnh bên dưới. Đối với câu lệnh này, từ hai lệnh trở lên cũng bắt buộc phải nằm trong cặp dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Còn nếu điều kiện lập là sai, thì vòng lập sẽ được kết thúc và tiếp tục thực hiện những lệnh còn lại của hàm len. Và đây chính là lưu đồ để nhằm thể hiện cách thức làm việc của câu lệnh while. Đầu tiên, dựa vào điều kiện lập. Nếu như điều kiện lập là đúng, sẽ thực hiện một dải các câu lệnh, sau đó quay trở lại kiểm tra. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với câu lệnh while, khác với câu lệnh for ở chỗ, trong câu lệnh for bao hàm luôn cả giá trị của câu lệnh dùng để cập nhật biến lập. Còn trong lệnh while sẽ không thực hiện ra một lệnh riêng mà bắt buộc các bạn phải đặt trong một câu lệnh. Như vậy tương ứng trong câu lệnh của lệnh while thông thường sẽ phải là một khối lệnh, tức là có từ hai lệnh trở lên, vì phải bao gồm thực hiện tính toán hay làm một việc suốt nào đấy, kết hợp luôn cả việc để cập nhật giá trị của biến lập. Việc lập này cứ được thực hiện như vậy cho đến khi nào điều kiện lập là sai thì mới thoát khỏi vòng lập. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cú pháp mà chúng ta vừa mới tìm hiểu để giải quyết bài tập, đó là viết chương trình xuất ra các con số từ 0 cho đến 9 mà chúng ta sẽ sử dụng vòng lập while này. Đầu vào chương trình này chúng ta vẫn không cần nhập giá trị nào cả. Và yêu cầu đầu ra cũng như yêu cầu duy nhất của bài chính là xuất hiện làm sao một dãy số từ 0 đến 9 và cách nhau bằng một hàng cách. Và bây giờ chúng ta sẽ xây dựng thuật giải dựa trên ngôn ngữ tự nhiên. Khi chúng ta sử dụng vòng lặp while để chúng ta giải quyết đối với bài toán này, nó khác với câu lệnh for ở chỗ. Đối với câu lệnh for thì bắt đầu vào vòng lặp, chúng ta mới bắt đầu đi khởi tạo cho giá trị của biến lập. Còn ở vòng lặp while, các bạn nhận thấy là giá trị đầu tiên tôi đang dùng tô màu vàng chính là chưa bắt đầu vòng lặp, chúng ta đã phải cho giá trị của biến lập y là bằng giá trị khởi tạo ban đầu là 0. Sau đó mới vào vòng lặp kiểm tra điều kiện y có nhỏ hơn bằng 9 hay không. Nếu như điều kiện này đúng thì sẽ xuất y, tăng giá trị của biến lập y lên và quay trở lại bước 2 để tiến hành thực hiện kiểm tra lại. Cho đến khi nào kiểm tra y nhỏ hơn bằng 9, tức điều kiện lập là sai thì mới kết thúc chương trình. Và bây giờ chính là lưu đồ tương ứng. Đầu tiên, gán cho giá trị biến y bằng 0, kiểm tra y có nhỏ hơn bằng 9 hay không, thực hiện xuất y, tăng y lên 1 đơn vị, rồi sau đó sẽ kết thúc chương trình. Và chúng ta sẽ mô phỏng lại bằng chương trình đơn giản như sau. Đầu tiên, phải khai báo biến y bên ngoài. Bước đầu vào vòng lặp while, đặt điều kiện lập nằm trong cặp dấu ngoặc đơn, chính là y nhỏ hơn bằng 9. Và công việc để thực hiện phải có hai việc. Việc thứ nhất, xuất giá trị của biến y. Và việc thứ hai, tăng giá trị biến y lên một đơn vị. Và đây là khối lệnh gồm hai lệnh phía sau của lệnh while, cho nên chúng ta phải đặt trong cặp dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Sau đó chúng ta thực hiện kết thúc chương trình. Như vậy, đối với chương trình này, chúng ta không cần phải xây dựng bộ kiểm thử, mà việc kiểm thử duy nhất của chương trình là kiểm tra xem chương trình của chúng ta có thực hiện xuất ra được dãy số từ 0 cho đến 9 hay không. Đây chính là chương trình mà chúng ta vừa mới xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành biên dịch tìm lỗi của chương trình bằng tổ hợp phím Ctrl và F7. Quá trình biên dịch đã thành công và không có lỗi. Chúng ta tiến hành thực thi kiểm tra kết quả của chương trình bằng tổ hợp phím Ctrl và F5. Như vậy, chương trình của chúng ta đã thực hiện đúng. Chúc các bạn thành công!